Chào mừng trở lại với channel của mình, mình là Ryan Lê Và hôm nay trở lại video cực kỳ hấp dẫn đó chính là up bạc à, của anh Nai bai. à, Khi mở giới hạn cấp 150 nha anh em Thì đầu tiên mình sẽ up phi phong nha, phi phong tuyệt thánh 5 sao Thì uh, lên củ tiêu một sao thì cộng cho anh em những cái chỉ số với nó là mỗi cái thêm 100 điểm anh em Up một cái thì lực chiến lên 7 min 1 lực chiến quá là khủng luôn em à Thì giờ mục tiêu là mình sẽ vô mua phi phong uh, củ tiên nha anh em phi phong củ tiên thì bây giờ để mình vô coi mình có bao nhiêu cái ngũ hồn thạch rồi nhờ đây thì bây giờ vô xem thì nhìn thấy sơ sơ thì đang có là ủa không ngũ thạch ta bây giờ để mình vô mình mua phi ph 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 phong củ tiên 7 ngày 11 ngàn cái hũ ngũ thạch trời ơi nọ mà mua phi phong thôi là tốn biết bao nhiêu tiền nhưng mà tăng cho anh em hơi bị ngon nha Ờ à, tấn công lên một phần trăm này sinh lực lên cũng nhiều này anh em cũng khá là ok đấy thì trước khi vào video là phút quảng cáo của mình là bên mình có bán tẻ xin rồi anh các bạn tự nạp sơ bay hàng lên tới chiết khấu từ 7 đến 9%. Phần mình sẽ nhận bán kim long on server up event hoàn trả chỉ với 1320 full 12 triệu cũng như là nhận trung gian đóng tin tất cả những sản phẩm của Vinzi. Và nếu anh em nào cần build đồ hoặc các vấn đề trong game không hiểu thì cứ liên hệ mình và đúc khí linh này thì anh em có thể hùng vốn cũng như là nhờ mình livestream đúc cho mọi người nha. Và nếu bạn yêu quý đừng quên like subscribe kênh ủng hộ mình. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luyện hóa cây ảo ma đao lên em Luyện hóa cây lên thì thành trục lập ảo ma đao bậc 13 Đây Thì bây giờ mình sẽ vô xem coi chỉ số Chỉ số xong mình sẽ up lên cái up cái, lấy huyền tinh up cái cái phỏ luyện lên anh em Lấy huyền tinh ra đây 3 viên 10 7 viên 8 viên 9 thì trăm mấy chục viên trời ơi viên chín cái gì mà viên bảy gì mà một trăm mấy chục viên cái này giống như đi đi, đi tìm kho báu vậy ấp từ phở luyện từ 30 lên 40 để coi tốn bao nhiêu nha anh em. 1 viên 9, 2 viên 9, 3 viên 9. Trời Phải 3 viên 9, 3 viên 8. Trời ơi. Úp một cái muốn mạc luôn. Một viên 9 là 20k kim nguyên bảo. Úp một cái lên 7, 7 min 77 min 180k lực chiến. Cũng ngon kinh anh em mà, nhưng mà nó hơi tốn nguyên tinh nha. Chỉ số hiện tại thì lực tay là 40k rồi anh em, lực tay 38k chứ bây giờ qua úp tới chiến mã đi úp tới con ngựa anh em úp con ngựa thì từ 140 lên tới 150 thì anh em sẽ coi coi tốn bao nhiêu nha anh em sẽ cùng mình coi tốn bao nhiêu nha mọi người nha thì ở đây sẽ là tốn là à, mỗi cấp là 300 đi thì 10 cấp thì tốn 3.000 3.000 úp hai cái như ảnh có để trong kho trong kho ảnh có cái thuần dưỡng này anh em lấy ra thôi 3 ngàn lấy thêm 3 cục nữa Là đủ 4 cục lấy 4 cục đi cũng đỡ Lấy 4 cục cũng đỡ Nói chung anh anh này bay tích đồ hơi miền ngon luôn em 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cái Ừ lên 150 Cái bực sau tăng bực lên Tăng bực lên thì tốn hơi bị xương xương lệnh bài nha thì Bây giờ mình lại tiếp tục uh, qua tới cái phần uh, mới đi anh em khi mà anh em thấy mà uh, i buy mà lên được phi phong cũ tiêu nhìn chữ đẹp anh em chữ cũ tiêu đẹp quá thì bây giờ mình sẽ qua up tới trận pháp nha thì trận pháp ở đây trận pháp ở đây thì anh, anh i bay anh sẽ xài là chu tước trận nha anh em thì đa số anh em sẽ xài uh, cái trận sát thương chí mạng nhưng mà ai bay lại xài cái trận chu uh, tước trận nói chung thì uh, lúc uh, bữa hổm thì mình cũng có hỏi anh tại sao như vậy thì ảnh anh em uh, uh, bay thì thích kiểu hồi máu nhiều hơn nên ảnh xài tu trước trận nha anh em còn anh em mà thích sát thương chí mạng thì xài tại vì trong cái trận ấy ảnh thích đó là trong cái trận chu chu trận ấy thì cũng có sát thương chí mạng luôn nên là khi mà xài chu tước trận ấy thì sẽ không bị thật sát thương chí mạng nên nghe cũng hợp lý nhưng mà bù lại cái phần hồi máu của anh em bay rất là nhanh có nghĩa là ảnh ảnh bơm bình máu hoặc là ảnh hút máu hồi sinh lực ấy nó sẽ tăng tốc độ hồi sinh lực rất là nhanh luôn anh em này nếu giờ, giờ up cái trận này lên, up cái trận này phải tốn xương xương chắc cũng phải uh, 80 củ nha Cũng hơi bị tốn nhiều tại vì uh, rất rất nhiều anh em kêu là Ủa, sao không biết chơi game hay gì mà phí tiền mà đổi kim long sang kim bảo Thực chất là khi những anh top build thì họ cần kim bảo thì họ chỉ đổi ngang một một luôn nha mọi người ơi Chứ không phải là không ai biết là phải nạp kim bảo hay là đi tour cái này đều có hết luôn đi tour kim bảo nhưng ngay ai, ai cũng biết nhưng mà khi mà up full đồ khi mở cấp thì bắt buộc phải đổi một một thôi cái việc này là ai cũng uh, bắt buộc phải cần thôi bây giờ mình úp lên cái uh, chu tước trận này ảnh cũng có phá quân trận này mọi người nhưng mà ảnh xài chu tước ảnh up tới hai trận pháp luôn có nghĩa là ảnh đổi trận nào ảnh đổi nha cũng căng kinh kinh quá thì giờ up lên uh, trận pháp chuỗi trận này up một cái là tốn uh, 10 uh, 200 thì này up lên tốn uh, 2.000 đủ luôn, dư luôn rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 không đủ anh em ơi, up tới 115. 6 7 8 9 10 tiếp tục đổi tiếp nè anh em. Nó tốn quá tốn luôn, bây giờ phải đổi đây phải đổi kim long sang kim bảo này, phải đổi 11 lên này. Rất nhiều bạn kêu là đổi kiểu này phí thực sức là uh, thức tất nhiên là nếu mà ở, uh, ở những anh em khác thì phí thiệt nhưng mà những anh top thì anh build đồ thì ảnh cần liền anh em ấp cái trận lên anh em thấy xương xương tốn là cũng phải nãy mình tính là 80 triệu rồi khi lên trận này thì nội công tăng từ 1.900, từ 1003 lên tới 1009 anh em theo mình là 1009 bây giờ a à, mới có 1007 thôi tăng 500 tăng 500 cái phần nội Chúng công ở trong thì nó cũng giống pháo quân trận thôi thì khúc này sẽ dùng auto lift up cho lại nha anh em khúc này thì sẽ dùng auto lift ít level cho lại này up từ 30 lên tới 40 cho lại up về cho lại lĩnh ngầu đơn mua cho lại sát thương chí mạng lên cái khi mà lên từ mốt chắc up full nó lên tới uh, 1000 rưỡi anh em cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cứ này cũng tốn kinh đấy. anh em thấy hình ngôi đơn hồi nãy lúc đầu anh có 1000 uh, 19.000 viên đúng không ta? 19.000 viên up mart cái này thì nói chung thì nó cứ giật 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 anh em thấy không? Giật giật phải thôi, giật từ mart xuống luôn. <laughs> từ 19k viên hồi nãy bắt đầu anh giật kinh thiệt chứ. Trời ơi. Quá nội. Rồi sắp mart rồi anh em chắc ngay này chắc uh, tới 10 10 12.000 12 viên mắt rồi. Tới 12.000 viên mắt rồi, giật kinh quá. Rồi rồi, rồi 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 rồi. Ừ, xong một cái vậy đi thì sẽ lên được uh, 1.200 điểm. Giờ tới Tấn Công, úp chua kinh luôn anh em ơi. Em thấy không? Nó không phải là dễ úp đâu. Hơn là hơn uh, là bay cũng mua sẵn hết mấy cái này, anh tính anh tính toán được nói chung là anh tính được uh, lên được bao nhiêu đó là bao nhiêu viên anh tính dư ra. Còn xui xui thì không đủ Nói chung cũng hên xui anh em lên tới đây cũng căng Liên tục Và úp cái này thôi là thêm một trận pháp thôi Là mình nói tốn một khúc luôn Nói chung thì cái đợt mở cấp này Anh Nai Bay phải tiêu tốn tới 400 triệu Cái đợt mở cấp này anh tiêu tốn 400 triệu anh em 400 triệu để anh chuẩn bị cho đợt mở cấp này thì cái đợt mở cấp này thì theo như chia sẻ của anh Nai Bay ấy thì ảnh bảo là cái đợt này là đợt tốn nhất ở trong tất cả các đợt mở cấp luôn Cái đợt mở cấp kỳ này là tốn nhất trong tất cả các đợt mở cấp luôn Và Chắc tại nó sẽ có rất thêm nhiều tính năng thức tỉnh đồng hành đồ anh em Với mấy cái ứng với lại mấy cái trận quyết này này Mấy cái trận quyết này càng lên cao ấy nó càng tốn nhiều nữa Đây thì trận quyết bạn thấy cái trận quyết chu tước trận ấy nó sẽ khác cái trận cái trận phá quân trận ở một chỗ là mình nhìn nhìn kỹ hai trận quyết này rồi là một cái của phá quân trận ấy thì nó sẽ là khuất lại sát thương còn cái mà chu tước trận là thu nhỏ sát thương nha anh em nó khác nhau ở chỗ vậy nên là tùy cái phái giả sử như phái cái bang đi mà anh anh ai bay chơi cái trận chu uh, tước trận này cũng rất hợp lý tại vì nó giúp cho chống chịu tốt hơn còn nếu mà anh em chơi chiến nhận ấy thì anh em nên chơi phá quân trận thì nó sẽ khuất đại sát thương này tùy mọi người thôi anh em chơi hai trận thì nó cũng ngang ngang ngửa nhau tí xíu anh em hai trận cũng ghi nhau đây anh em lát anh em mình sẽ cho anh em coi là có sát thương chí mạng ở này đây bỏ kháng như sát thương chí mạng là lúc đầu rồi cũng khá là ngon luôn bỏ kháng tất cả bỏ kháng tất cả thì nhiều anh em khi mình test cái phần bỏ kháng tất cả thì thực sự cái phần test bỏ kháng này nó đòi hỏi rất là lâu thì dùng lĩnh ngộ đơn cao thất bại sẽ không tốn điểm tổn thất điểm lĩnh ngộ nha nhiều lĩnh ngộ đơn này dùng cái sơ trước cái cao dùng sao nói chung mà chắc chưa phải dùng tới cái cao đâu ảnh thủ sẵn thôi đây lên 40 luôn cũng đỡ giờ tiếp tục lấy cái hồi sinh lực mỗi nửa giây thì cái hồi sinh lực mỗi nửa giây của anh bay thì cũng khá là cao luôn cũng khá là cao luôn tại vì ảnh xài ảnh uh, xài đa số anh em xài hộ khôn nhưng mà anh bay thì xài hộ càng nên là ảnh sẽ có thêm hồi sinh lực ở trong ngôn hồ càng nữa thêm ở uh, quan ứng và thêm ở trong cái trận pháp nữa và đồ nữa nói chung là mà trong video sau mình sẽ xin an anh về các dòng đồ đi các dòng đồ ảnh ấy là ảnh có một cái list uh, khi mà mở cấp ấy thì bạn nên lấy những dòng 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 gì ảnh có hết luôn thì mình sẽ làm cái video đó tại vì đôi khi các bạn không có nhớ ấy chứ các bạn cứ tẩy tẩy các bạn chèn vô còn khi mà có một cái list là phải lấy những dòng đó rồi thì khi các bạn mở cấp bạn cái tìm không ra là cứ tìm uh, khi mà bạn mà bạn mà giám định nó không ra các bạn giám định hoài nó ngon hơn đây tiếp tục rồi tới cái trận uh, tiếp theo trận quyết tiếp theo Hòa wow, sinh lực ok này cái trận kháng tất cả này cái trận này cũng uh, mở thêm này từ leo 1 lên nấp 40 cũng tốn kinh đấy giờ chắc cái trận này tốn phải thêm 2.000 viên còn 6.000 viên phải không trận này chắc phải tốn tới 4.000 viên ấy chua ấy. giờ bây giờ mới có level 56 rồi tới nào mới xong À, mấy level thấp thì nó cũng giật 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 tùm lum tùm la anh em chua kinh luôn anh em ơi nói chung ít trận pháp này chua quá nên đa số bây giờ mình thấy các bạn đa số anh em ấy thực sự uh, chơi ở những server uh, mà mới thay mua hạt những server cũ đỡ tiết kiệm hơn giả sử như các bạn thấy là những cái hạt này uh, giống như hạt của anh em đi hoặc là những hạt như lâm anh đi họ bán một họ đầu tư vào cả mấy tỷ nhưng mà họ bán là chỉ được họ bán chỉ có 100 triệu thôi nên là anh em mua ấy, thì giá Ad đã giảm tới 300 phần trăm luôn anh em mua anh em chơi sẽ tiết kiệm hơn nhưng mà nếu mà anh em mua chơi ấy thì uh, phải chuẩn bị tâm lý tại vì đứng ở hạt top thì mỗi tháng các bạn tốn xương xương thôi mỗi tháng nha mình ví dụ mỗi tháng anh em tốn xương xương thôi là phải tốn là hai triệu mình đã có các video trước nói anh em rồi là cái tiền đó là uh, tiền chơi event này thì giả sử như có tháng nó sẽ ra thêm những cái event giống như tháng này ra thêm event tầm duyên thì đáng lẽ là mỗi tháng tốn 15 triệu thì bạn phải tốn thêm 7 triệu tiền chơi event nữa là mỗi tháng các bạn tốn tầm 22 triệu đấy. Thì tùy tháng thôi, có tháng các bạn phải bắt buộc phải chơi max event, ra event là chơi mất Nếu mà bạn muốn giữ top, còn nếu mà những anh em chơi ở mức mà vừa phải ấy, mỗi tháng anh em nạp uh, 1 2 triệu hoặc dưới 10 triệu ấy thì anh em phải lựa event giả sử như anh em nên xem những cái video thường thường ra event thì mình sẽ làm những cái video thì anh em nên xem những cái video uh, mở trước khi chơi có nghĩa là anh em nên xem thôi ờ uh, cái event này mở 400 lần có hơn hay không hoặc có có ra đồ ngon hay không để anh em tính toán anh em nhìn thôi video của mình thôi thì anh em có thể đếm được ờ uh, event này chơi ra bao nhiêu cái vi hồng xích chơi ra bao nhiêu cái huyền tinh chơi ra bao nhiêu cái uh, cái tẩy luyện thì anh em tự anh em tính nhẩm trong đầu mình nghĩ là tất cả anh em thôi chơi game đều tiêu tính nhẩm được, à, cái event này mình chơi mình lãi được nhưng hai, ok thì chơi. còn nếu anh em cảm thấy, ơi event nó chơi mà những cái đồ của event chơi nó không có, nó không có gọi là cái gì đâu, nó không có cần thiết để các bạn chơi thì các bạn uh, tùy mọi người nha. thì cái này thì mình chia sẻ cho mọi người để mọi người có cách chơi mà hiệu quả nhất thôi. tại vì cái cảm giác chơi game mình chơi rất là nhiều game mình biết rồi nếu mà anh em đầu tư không đúng ấy thì anh em cảm cảm mau chán lắm với lại chơi game thì anh em nên chơi chung với bạn bè với ban tại vì nhiều khi mà anh em chơi một con game mà uh, nó lâu dài tầm một năm đi mà không ai chơi cùng ấy nó cũng cũng chán chán nên là anh em chơi nên có những anh em bạn bè chơi cùng thì nó sẽ vui thú vị giả sử nhiều lúc anh em nghỉ game đi thì có anh em qua cản bảo là ờ thôi chơi tiếp đi đang vui vui Còn nói về độ đầu tư game này thì Tài chính thì anh em chơi là phải đầu tư thôi, đầu hưu mạnh thôi Còn nếu mà anh em hên hên ấy, anh em chơi ở những server mà có những anh, anh top lớn ấy Giống như chơi x2 H2 này, x24 Và các server khác nữa thì nhiều khi anh top ấy Sẽ gửi gờ, nhiều khi anh top uh, lì xì cho anh em này thì cũng có lợi đồ. thế Server vắng ấy nha Server vắng thì thực sự thì mình chia sẻ thật nha nếu mà chơi server vắng đi thì các bạn biết lợi thế của các bạn là gì không nó mua đồ rất là rẻ và nhiều khi các bạn sẽ nói một câu ấy là chơi server rắn chơi server vắng nó chả có đồ để mua thực sự là chơi server vắng thì các bạn nên chơi thêm ba hạt lon nữa ba hạt lon nữa là thành một cái tem kéo xe thì mỗi event các bạn nở cho hạt lon đó mở 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 đá xong các bạn dồn hết đá sang hạt chính đó là cách các bạn chơi server vắng nhưng mà chơi server vắng các bạn sẽ có lợi thế là khi bạn đấu giá này hoặc khi các bạn mua những vật phẩm đó nó sẽ ra, giá, giá rất là rẻ còn giả sử các bạn chui những server đông đi server mà có mấy anh top đi cái đồ của bạn giá trên trời tại vì đa số ai cũng nhảy đúng không ai chơi, chơi game cũng vậy bán đồ mà thấy server có anh top là bán cực kỳ cao luôn mà mấy anh top thì họ mua họ cần họ mua họ không để ý giá còn nhiều khi ở server vắng họ không bán được đấy nên là anh em đừng có nghĩ là uh, chơi chơi server uh, đông nó sẽ uh, OK nha. Cho sao đông nó sẽ có cái lợi về cái việc luôn. mà nếu mà ở một server có những cái người mà chơi uh, chơi game nhiệt huyết á, thì bây giờ cũng khó. Thực sự là mình uh, làm game kiếm thế này cũng chắc cũng uh, đợt này là đợt năm thứ hai rồi em. Thì uh, rất nhiều anh top, uh, tùy có những anh top chơi game rất là đam mê tới bây giờ vẫn còn chơi. Còn mình thấy có rất nhiều anh ấy hiện tại đã uh, đã nghỉ game rồi. Nói chung mình chơi một thời gian họ nghỉ game thì cũng có nhiều vấn đề lắm Sẵn ngồi úp thì đợi đi mình gọi tâm sự anh em à, Họ nghỉ game thì vấn đề thứ nhất là bận việc Bận việc là cái vấn đề đầu tiên Cái thứ hai là họ thua giải đấu Có nghĩa là họ à, Ai chơi game cũng có tâm lý là muốn Dành cái giải cho ban họ này dành cái giải phô sông Hào Kiệt Thì họ thua giải đấu thì họ rất là buồn nên là lý do đó họ nghỉ game Thứ ba là gặp uh, cái ban đối thủ ấy các lại đối thủ mạnh hơn Mà mạnh hơn thì không nói nhưng mà gặp những cái người ấy Cứ cứ lo những anh top lên cứ nói này nói nọ chửi này nọ Nhưng nhiều khi ảnh cảm thấy chơi game để giải trí mà bị chết với ảnh cũng nghĩ nữa Nhiều khi mình thấy vấn đề trong game thì gặp nhiều rồi Nhiều khi tự nhiên các bạn chửi lộn với nhau Hai bang đi Có hai cái ông trẻ tuổi với nhau Nha Mình gọi trẻ tuổi đi chửi lộn tự nhiên chửi lộn xong hỏi cái lòi cái ông tớp của uh, của bạn kia ra chửi trong khi người ta không làm gì nhiều khi nó có nhiều cái nó nó khổ lắm nhiều khi giống như đứng ông tớp bên tớp mấy mấy người mà uh, tớp chơi game thì không bao giờ họ lên tiếng anh em tại vì họ không có thời gian nhiều khi anh em nghĩ thôi chứ họ không có thời gian anh em đây bây giờ anh đã mất hết mười uh, bốn viên rồi bây giờ nó Phớp lối tới cái phần uh, lĩnh ngộ cao này tốn xương xương thôi kinh thiệt chứ tính là vừa đủ luôn ơi vừa đủ 4.000 phiên 4.000 phiên này chắc uh, lên đủ uh, cái kia rồi chứ mà không lên đủ nó chết luôn ấy cũng đỡ cái trận pháp này được cái thêm cái phản đòn cận chiến nữa gặp chống uh, lại mấy phái uh, cận chiến cũng đỡ phản đòn ở trong cái tựa game này mình thấy cũng không có hiệu quả lắm nha hồi xưa ấy, hồi xưa uh, nếu mà nói về cái bản mà uh, bc ấy nếu mà kéo xe ai cũng sợ uh, thiếu lâm phản đòn ở trong xe ấy, quýnh vô hồi chết chết còn ở mấy cái bản này anh em thấy cái việc phản đòn hiện tại bây giờ nó quá thấp nó không có xưa như xưa là phản đòn phải lên tới 50 60 phần trăm ấy quýnh vô rất là đau luôn anh em quýnh vô mà hồi đó đi đi quýnh lộn mà anh em không có uh, thiếu thiếu lâm trong tem ấy mà quýnh vô thiếu lâm ấy, phản đòn hồi chết luôn nếu mà mà không có nhà mây búp ấy còn phiên bản hiện tại thì cái phản đòn của thiếu lâm nó hơi yếu tí xíu những cái phái đánh xe nó lên ngon chinh quá nhưng mà mong mong thời gian tới thiếu lâm nó sẽ được phít phản đòn thiếu lâm đau mà được phít phản đòn ấy thì sẽ lên ngon lại thiếu lâm đau đợt này bị ít ai chơi quá còn thiếu lâm bổng thì được nhiều người ưa chuộng hơn tại vì cái đam của thiếu lâm bổng ấy cao thứ hai ấy là à, có hiệu ứng à, giải khống chế này và cuối cùng là cái chiêu in tiêu với cái chiêu thứ tư ấy. cái chiêu đó vừa đam cao này vừa hút địch lại nha nên đánh nó trong giải nó cũng rất là ngon đây thì cuối cùng nó mát hết 8 chuẩn quý rồi nha thì mình xin kết thúc video về ấp chuẩn pháp ở đây thì ở trong video sau mình sẽ làm các vấn đề khác thì nếu anh em quý đừng quên ủng hộ để xin các phụ mình nha chào mọi người hẹn mọi người trong video kỳ sau chào mọi người